24. Sư huynh, đệ chờ huynh lâu rồi, huynh đi đâu vậy? Ta ra ngoài có chút việc, mất chút thời gian. Sư đệ, tìm ta có chuyện gì sao? Vâng, đệ muốn hỏi huynh, tiếp theo phải làm thế nào? Trương Đăng Phong đã đến Khoái Hoạt Lâm rồi, tại sao lại không bắt hắn? Rốt cuộc đến khi nào mới ra tay? Đừng vội, hắn cũng không chạy thoát được đâu. Hắn đã đến Khoái Hoạt Lâm rồi thì cứ để hắn bình yên ở đó để tìm kiếm kho báu. Chúng ta cũng đã sắp xếp người bên cạnh hắn, nhất cử nhất động của hắn chúng ta đều biết. Sư huynh, bên cạnh hắn có người của chúng ta sao? Sư đệ, chuyện này đệ không cần phải lo. Tóm lại, khi Trương Đăng Phong tìm được kho báu cũng chính là ngày tàn của hắn. Bàn Chiếu Thiên đã đến rồi, tôi đã liên lạc được. Chỉ lạ là tại sao hắn lại không bắt tôi? Hắn muốn đợi cậu tìm được kho báu mới ra tay. Đăng Phong, còn một chuyện rất quan trọng tôi phải nói cho cậu biết. Bên cạnh cậu có nội gián. Là ai vậy? Tôi không biết. Tôi cũng mới vừa biết được tin này. Đảm đại tướng quân, tôi cũng có một chuyện muốn nói. Kính Minh mất tích rồi có phải không? Chẳng phải cô ấy đi cùng với cậu sao? Phải. Nhưng cô ấy đã mất tích mấy ngày trước. Chúng tôi cũng đã đến Thủy Nguyệt Sơn Trang, phát hiện cả nhà của huynh đã dọn đi rồi. Cả nhà dọn đi rồi. Tôi thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Trong chuyện này ắt có gì kỳ lạ. Thạch Tiền Bối nói Đạm Đài Gia đã phản bội Trương Gia, nhưng mà chúng tôi không tin. Chuyện này tôi cũng không rõ. Tôi đã xa nhà hơn 10 năm, luôn ở Hỏa Lực, không hề liên lạc với người thân. Tôi không biết suy nghĩ của họ, cũng không biết họ có phản bội cậu thật không. Nếu như là phản bội thật, tại sao phái Kính Minh đến giúp tôi? Như thế này vậy, tôi sẽ dò hỏi tin tức của Kính Minh và người nhà của tôi. Cậu nhất định phải cẩn thận, phải nhanh chóng bắt được nội gián bên cạnh cậu. Tôi biết rồi. Còn nữa, sư phụ cậu không ở bên cạnh cậu, cậu cần phải hết sức thận trọng. Phải rồi. Bây giờ sư phụ cậu như thế nào? Có tin tức gì của ông ấy chưa? Tôi không biết hiện giờ sư phụ như thế nào. Huynh đứng lên đi. Đứng lên đi. Tôi đã biết hết rồi. Đại sư huynh đã kể hết mọi chuyện cho tôi nghe rồi. Tại sao huynh lại tự dày dò mình như vậy? Huynh xem bộ dạng hiện giờ của huynh đi, đâu còn giống Tạ Thiên Quang mà tôi quen biết.
Nếu để cho người ta biết huynh là đệ tử của Huyền Cơ Giật Sĩ thì sư phụ còn mặt mũi nào nhìn ai? Thứ mất đi không phải là sĩ diện của huynh, mà là sĩ diện của cả sư môn. Tôi không cho phép huynh tiếp tục như thế này. Huynh phải phấn chấn lên. Được rồi, huynh biết huynh đã nợ tôi, chấp nhận trả bằng mạng của mình. Vậy thì mạng của huynh là của tôi. Tôi không cho huynh vùi dập nó. Tôi không cho huynh chết. Tôi muốn huynh phấn chấn trở lại. Trở lại là Tạ Thiên Hoa trước đây. Huynh phớt lờ tôi có đúng không? Được, tôi sẽ chờ đến khi nào huynh mở miệng mới thôi. Tại sao vậy? Tại sao muội lại làm như vậy? Ta dày dò bản thân mình là đủ rồi. Tại sao muội cũng dày dò bản thân mình? Bây giờ ta đã là phế nhân. Ta xong đời rồi. Ở bên ta, muội cũng sẽ xong đời. Muội cứ mặc kệ ta. Muội đi đi. Muội về đi. Tôi không về. Nếu như huynh muốn tiếp tục cuộc sống như thế này thì tôi sẽ sống cùng huynh cho đến khi huynh không muốn sống như thế này nữa mới thôi. Muội đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Cái tát này của muội đánh huynh để muội uổng công chờ 10 năm. Cái tát này đánh huynh phụ bạc tình yêu. Cái tát này đánh huynh lấy vợ sinh con. Huynh có biết 10 năm qua muội sống như thế nào không? Hàng ngày hàng đêm muội đều nhớ huynh. Mong huynh trở về để cưới muội. Nhưng huynh đã phụ muội. Huynh biết không? Chỉ trong một đêm mà tóc muội quá trắng. Đó là huynh nợ muội. Hôm nay ba cái tát này xem như huynh đã trả hết nợ cho muội.
muội xin huynh. Đừng có như vậy nữa. Huynh như thế này, muội thật sự rất đau lòng. Muội xin huynh, xin huynh đừng tự giày dò mình nữa. Huynh cứ tiếp tục như thế này, muội còn buồn hơn huynh. Doanh Doanh, xin lỗi muội. Xin lỗi muội. Muội không trách huynh. Muội không trách gì huynh. Huynh theo muội về đi. Thư này ta viết cho Tô Mã. Thê tử của huynh, ta muốn nói với cô ấy, ta không về ngoại lực nữa. Ta muốn cô ấy hãy sống vui vẻ, chăm sóc con cái. Nhưng ta không dám gửi đi.
Huynh phải là một nam nhân có trách nhiệm, không được trốn tránh. Muội tin huynh là người đàn ông như vậy, nếu không thì muội đã yêu lầm huynh. Rồi sẽ có một ngày huynh phải trở về. Huynh phải gánh lấy trách nhiệm. Biệt uyển lớn quá, sư bá vất vả rồi. Mời người ngồi. Sư bá, sao người tìm được con vậy? Trên đường đi ta nghe người ta nói Khoái Hoạt Lâm đã trở về tay của Trương gia. Ta nghĩ chắc chắn đó là con. Đan Phong, ta đem đến cho con một tin vui. Sư phụ con và Diệp sư thúc con đã quay lại núi Kỳ Lân rồi. Thật sao? Như thế thì quá tốt. Phải, thật không ngờ cuối cùng sư phụ và tạ sư bá cũng đã có thể hiểu nhau. Được như vậy xem như con dứt bỏ được viên đá nặng đè trong lòng của mình. Ta cũng như vậy. Nhà chúng ta có khách à? Sư bá, để con giới thiệu, hai vị này là Hắc Bạch Ma Kha, người đã lấy lại được Khoái Hoạt Lâm cho con. Còn đây là sư bá của tôi, Đổng Nhạc. Đổng Nhạc? Ông chính là Đổng Nhạc? Đổng Nhạc là ông sao? Không sai, tôi chính là Đổng Nhạc. Chúng tôi muốn tỉ võ với ông. Hai vị lại giở trò gì vậy? Tôi và hai vị chưa từng quen biết, tại sao vừa gặp mặt đã muốn tỉ võ với tôi? Vì ông là Đổng Nhạc. Ai bảo ông là sư phụ của Dân Trọng? Tôi là sư phụ của Dân Trọng thì liên quan gì đến chuyện hai vị muốn tỉ võ với tôi chứ? Sư bá, hai vị này luôn muốn nhận ca ca của con làm đệ tử. Tiểu tử thối cho rằng võ công của chúng tôi không bằng ông, cậu ta không chịu bái chúng tôi làm sư phụ. Nếu như chúng tôi đánh bại ông thì tiểu tử đó sẽ tâm phục khẩu phục. Được thôi, vậy thì chúng ta tỉ võ xem sao. Sư bá, người... Vậy chúng tôi... Không không không, chúng ta đừng đấu võ, chúng ta đấu văn đi. Lão nhị, đấu văn. Chúng ta thi nấu món bò nạm, xem ai nấu món bò nạm ngon nhất. Thi như vậy sao được? Muốn thi chúng ta phải dùng đau thương thật. Dùng đau thương thật sẽ rất dễ bị thương. Thi như thế này chỉ dùng nội lực, xem nội lực ai thâm hậu hơn thì người đó sẽ nấu bò ngon hơn. Chắc chắn chúng tôi sẽ nấu ngon hơn, chỉ có thi mới biết được. Rốt cuộc hai vị có muốn thi không? Chẳng lẽ sợ tôi rồi sao? Ai sợ ai chứ, thi thì thi. Nhưng mà ta nói trước, nếu như ông thua, Dân Trọng sẽ bái bọn ta làm sư phụ. Được, mời. Mời. Lão nhị, cố lên.
Tiền bối, món nạm bò của hai vị bị dở mất rồi. Nào, nếm thử món nạm bò của tôi đi. Qua đó xem. Để xem, để thua rồi. Huynh cũng thua rồi. Hai chúng ta đều thua. Được rồi, mọi người đều là bằng hữu. Hay là như thế này, chúng ta cùng ăn món bò sư bá tôi làm, rồi sẽ khai đàn hảo tửu, vậy có được không? Thua thì phải chịu thua, nhưng mà bằng hữu như Đổng Nhạc huynh đây, chúng tôi quyết kết giao. Hay lắm, Đổng Nhạc tôi cũng muốn kết giao bằng hữu như hai vị. Lão đệ, đệ thấy ngon không? Thơm, rất thơm. Ngon lắm. Dân Trọng, lại gặp nhau. Chào hai vị tiền bối. Gì thế, nhìn thấy chúng tôi là muốn trốn sao? Dân Trọng, cậu yên tâm, chúng tôi quyết định không nhận cậu làm đồ đệ nữa. Thật sao? Chúng tôi và sư phụ của cậu vừa thi xong. Yên tâm, chúng tôi đã thua rồi. Hai vị gặp sư phụ tôi rồi sao? Đúng vậy, ông ấy cũng ở khoái hoạt lâm. Cậu có sư phụ giỏi như vậy, hèn gì không chịu theo chúng tôi. Tiểu tử, cậu thật là có phúc. Nhớ kỹ, cố gắng học theo sư phụ cậu. Chúng ta đi thôi. Đi. Chào hai vị tiền bối. Cuối cùng không cần phải tránh né họ nữa rồi. Vì chúng ta đi tìm Trương Đăng Phong, tạm thời chưa được. Sư phụ của tôi luôn binh vực hắn. Nhưng nếu như thế này, chẳng phải chúng ta đến đây uổng công rồi sao? Tôi hiểu sư phụ tôi, ông ấy không ở một chỗ lâu đâu. Hay là như thế này, đợi sư phụ tôi đi rồi, chúng ta sẽ đến tìm Trương Đăng Phong. Được, cứ làm theo lời huynh. Có phải là ta ngốc lắm không? Rốt cuộc tấm bản đồ và nơi này có quan hệ gì? Đến giờ ta vẫn chưa tìm ra. Huynh đừng nôn nóng, chúng ta cứ từ từ nghiên cứu. Nếu ai cũng phá giải dễ dàng thì kho báu của Trương gia đã mất từ lâu rồi. Nhưng trong lòng của ta rất nôn nóng, nghe nói Giả Liệt đã cho phát binh, nên biết rằng kho báu của Trương gia thật sự rất quan trọng đối với Đại Minh. Huynh nôn nóng cũng vô dụng, chúng ta về nghiên cứu tiếp đi. Xảy ra chuyện gì? Tại sao cô lại làm như vậy đối với tôi? Đi. Kính Minh, đừng đuổi theo. Nhất định xảy ra chuyện gì rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi. Thế nào, Đạm Đài Gia thay đổi rồi có phải không?
Cô ta phất cờ hiệu theo giúp thiếu chủ, chỉ là muốn cướp lấy kho báu. Ta vẫn không tin. Tôi cũng không tin. Có lẽ cô ấy có nỗi khổ riêng. Cô ta làm gì có nỗi khổ chứ. Cậu nghĩ kỹ mà xem. Cô ta đột nhiên mất tích, rồi cả nhà dọn đi, bây giờ lại đến cướp kho báu. Rõ ràng là đã có dự tính sẵn. Từ lâu tôi đã nghi ngờ cô ta là nội gián. Cô ta từng bước đưa thiếu chủ vào vòng dây. Thạch tiền bối, trước khi sự việc chưa rõ ràng, đừng vội kết luận như vậy. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Người ta muốn giết cậu, cậu vẫn không tin sao? Sự việc quá đột ngột. Ta luôn cảm thấy Kính Minh thật sự có nỗi khổ gì đó. Công công, sao hả? Công việc tiến hành như thế nào rồi? Bẩm công công, cô ta đã làm theo lời dặn của ngài. Thế thì tốt. Ta đã làm theo lời của người, đánh lén Trương Đăng Phong. Nhưng huynh ấy và Dân Lôi song kiếm hợp bích, ngươi cũng biết đấy. Ta không thể nào giết được huynh ấy. Chuyện này dĩ nhiên ta biết. Hơn nữa, ta cũng đâu muốn cô giết chết hắn. Vậy sao ngươi còn bắt ta làm? Rốt cuộc là có ý gì? Ta bảo cô làm, dĩ nhiên là có lý của ta. Đạm đại cô nương, cô nghe cho kỹ đây. Cô chỉ cần nghe lệnh hành sự là được. Những chuyện khác cô không cần phải hỏi, càng không cần phải biết. Không có gì, ta đi trước đây. Thuộc hạ cáo lui. Sư phụ, tuy là cô ta không muốn, nhưng vẫn phải làm việc cho chúng ta. Sự xuất hiện của cô ta đủ để cho Trương Đăng Phong nghi ngờ rồi. Chắc chắn Trương Đăng Phong đang bán tín bán nghi. Bây giờ hắn đã không còn biết nên tin ai nữa. Hắn còn có thể tin ai nữa? Hắn chỉ còn có thể tin Thạch Anh thôi. Sao? Cô ấy đưa người đến giết cậu à? Huynh không cảm thấy lạ sao? Tôi cảm thấy rất lạ, cũng rất thất vọng. Tôi đã từng nói với cậu, tôi xa nhà đã hơn 10 năm. Thật sự không biết bây giờ họ đang nghĩ gì. Nhưng tôi cảm thấy Kính Minh không phải là người như vậy. Cô ấy nhất định có nỗi khổ riêng. Chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra cho rõ. Cậu đang ở vào tình thế rất nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận ứng phó, tuyệt đối không được sơ sót. Nhớ kỹ, bây giờ cậu không thể tin ai. Dù cậu phá giải được bí mật của bản đồ kho báu, cũng không được nói cho bất cứ ai biết. Nếu không, Bàn Chiếu Thiên sẽ nhanh chóng biết được tin này. Nội gián, rốt cuộc ai là? Trương công tử, thank you.
không tìm được người này, ta không thể nào yên tâm. Thật không ngờ sự việc lại đi đến nước này. Ta thật sự không biết nên tin ai. Trong mắt của ta hình như ai cũng khả nghi. Có thể là huynh đã quá căng thẳng, cả Kính Minh cũng bán đứng ta. Dân Lôi, bây giờ ta chỉ còn tin ở muội. Còn người khác, ta thật sự không thể nào phân biệt được. Ý của thiếu chủ là đang nghi ngờ tôi sao? Thạch tiền bối, ngươi đừng hiểu lầm. Lời con vừa nói không phải là có ý này. Thiếu chủ, nghĩ lại ba đời Thạch gia tôi trung thành giữ gìn bản đồ kho báo, đến đời Thạch anh tôi đi theo thiếu chủ không chút vụ lợi, thề chết bảo vệ. Nhưng tôi không ngờ thiếu chủ lại không tin tôi. Thật khiến người ta đau lòng. Thạch tiền bối, con không hề có ý không tin người. Thiếu chủ không cần phải nói nữa, tôi không trách cậu đâu. Có điều gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, cậu có nghi ngờ cũng là điều khó tránh khỏi. Nếu như thiếu chủ không tin Thạch anh nữa thì tôi xin ra đi. Chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi liên can. Thạch tiền bối, cũng tại giảng bối nhất thời hồ đồ, mong tiền bối đừng trách. Thiếu chủ đừng khuyên can tôi nữa. Tôi sẽ đưa tiểu nữ đi ở tạm gần đây, như vậy cũng có thể bảo vệ thiếu chủ. Cáo từ. Thạch tiền bối, cùng muội đã gặp được huynh rồi. Thạch cô nương, đã lâu không gặp, cô nương vẫn khỏe chứ? Muội vẫn khỏe, còn huynh? Ta vẫn như vậy. Phải rồi, hai người định đi đâu? Chúng tôi... Phụng Nhi, đi thôi. Cha, đi. Cha, Châu đại ca, Châu đại ca, đi. Cha, Châu huynh đệ, chúng ta vào trong tìm Trương Đăng Phong. Được. Lần này thì tốt rồi, mọi người đều bỏ đi, chỉ còn lại mình ta. Thạch trang chủ chỉ nhất thời nóng giận, mấy ngày nữa chúng ta sẽ mời ông ấy trở về. Dân Lôi, Châu huynh, Dân huynh, hai người đến rồi à? Đừng xưng huynh đệ với ta. Ca ca, đừng gọi ta là ca ca. Ta không có muội muội như muội. Ta thật không hiểu, muội không thích ai khác, tại sao lại thích hắn? Ca ca, thù oán có thể quá giải, huống chi giữa chúng ta và Trương Đăng Phong không có thù oán gì. Tại sao muội không thể thích huynh ấy? Muội im miệng. Muội còn mạnh miệng nói mình không có lỗi sao? Không có, muội không hổ thẹn với lòng, tại huynh quá cố chấp thôi. Muội, Dân cô nương, muội không thể nói với ca ca mình như vậy. Huynh ấy cũng vì muốn tốt cho muội, sợ muội bị gạt, sợ muội đến lúc đó hối hận không kịp. Có bị gạt hay không trong lòng muội hiểu rất rõ. Muội càng hiểu rằng muội sẽ không hối hận khi yêu huynh ấy. Nhưng muội và người này bên nhau sẽ không có kết quả tốt. Muội không tin. Dân Lôi, nếu như muội vẫn cố chấp cương quyết đi theo hắn cũng được. Từ nay về sau, ta không có muội muội này, muội cũng không phải là hậu duệ của Dân gia, ta sẽ cắt đứt quan hệ với muội. Dân đại ca, được rồi. Dân Lôi, ta hỏi muội một lần nữa, muội muốn đi theo hắn
hay là muốn đi theo ta? Dân Lôi, muội về với Dân đại ca đi. 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 Thiếu chủ, Thạch tiền bối, thiếu chủ, chuyện hôm qua tại tôi quá kích động, hành động hồ đồ. Có thể là tâm thần của tôi bị bấn loạn vì những chuyện xảy ra gần đây. Tôi sai rồi, mong thiếu chủ thứ lỗi. Đừng để bụng chuyện này. Thạch tiền bối, người đừng quá lời. Người nên xin lỗi phải là con. Không không không, lão phu cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Thạch tiền bối, đến giờ việc tìm kho báu vẫn chưa có tiến triển gì. Chuyện nội gián lại gây chia rẽ mọi người, nghi ngờ lẫn nhau. Cả Dân Lôi cũng bị ca ca cô ấy đưa đi rồi. Bây giờ bên cạnh con không còn một ai nữa. Thạch tiền bối, chuyện trước đây người đừng để bụng. Con thật sự mong muốn người có thể ở lại giúp con. Thiếu chủ, nếu như cậu tin tưởng tôi như vậy, cậu yên tâm, Thạch anh tôi nhất định sẽ ở lại giúp thiếu chủ. Cho dù sau này cậu đối xử với tôi như thế nào, tôi vẫn luôn trung thành, nghe theo lời sai bảo của cậu. Quá tốt, đa tạ Thạch tiền bối. Dân cô nương, muội đói rồi phải không? Ta đã bảo tiểu nhị làm cho muội món muội thích ăn nhất. Muội không muốn ăn. Như vậy làm sao được? Dù gì cũng phải ăn chứ. Phải rồi, trên đường đến Giang Nam, ta nhìn thấy có nhiều thứ rất đẹp. Ta mua cho muội chiếc vòng ngọc này, muội có thích không? Đây là đây là tóc của ai? Nói cho muội biết, đây là tóc của muội. Châu đại ca, huynh, ta không biết phải nói như thế nào. Thật ra ta đã thích muội từ lâu, chỉ là không dám bày tỏ với muội. Nhưng nhìn thấy muội bị Trương Đăng Phong lừa gạt, hơn nữa càng lún càng sâu. Ta biết nếu như ta không nói ra, sẽ không còn cơ hội nữa. Dân cô nương, xin muội hãy cho ta một cơ hội, đừng quấn lấy Trương Đăng Phong nữa, có được không? Châu đại ca, huynh đang nói gì vậy?
Muội luôn xem huynh như là ca ca của mình. Không, chỉ cần muội quên Trương Đăng Phong, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đâu. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đâu? Không thể nào. Nhưng mà hai nhà là kẻ thù, ca ca muội, sư phụ muội chắc chắn sẽ phản đối. Huynh đừng nói nữa, muội sẽ không quên và cũng sẽ không bao giờ rời xa huynh ấy.